Việt World TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật tốt lành, thỏa vui và hạnh phúc. Xin gửi đến quý vị một tin tức nóng tại Việt Nam, đó là bí thư xã giết chết cháu vợ rồi đốt xác trong xe ô tô, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ. Mua gói bảo hiểm hơn 200 triệu đồng, Minh đã ra tay sát hại cháu rồi đốt xe để phi tang nhằm trục lợi số tiền 18 tỷ từ bảo hiểm. Sáng ngày 11 tháng 5, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, vụ án đang gây rúng động dư luận địa phương vì từ chỗ được cho là nạn nhân bị thiêu chết trong chính ô tô của mình, ông Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, lại được xác định là nghi can ra tay sát hại cháu vợ mà dựng hiện trường giả trước khi bỏ trốn qua tỉnh Bình Phước. Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 5, cơ quan công an nhận được tin báo có một chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 51C71570 bị cháy rụi tại quốc lộ 28, bên trong có một thi thể. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân. Bước đầu xác định chiếc xe ô tô bán tải biển kiểm soát 51C71570 bị cháy rụi với một thi thể người bị cháy đen, biến dạng bên trong xe. Trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Sơm, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông, là xe của Đỗ Văn Minh mua tại một công ty ở Sài Gòn. Minh có một số lô đất rẫy tại huyện Đắk Long. Cứ cuối tuần, Minh lại điều khiển xe ô tô bán tải nói trên đến rẫy để trông coi quản lý. Khoảng chiều tối ngày 3 tháng 5, Minh đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực trên để uống bia. Đến khoảng 0 giờ ngày 4 tháng 5, Minh đánh anh Vương tử vong. Sau đó Minh đưa thi thể của nạn nhân lên chiếc xe ô tô bán tải, rồi điều khiển xe đến quốc lộ 28, tông vào cột mốc bên đường, tạo hiện trường giả vụ tai nạn xe. Sau đó, Minh đốt xe ô tô, rồi đi bộ về nhà người dân đã gửi xe mô tô trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống Bình Phước. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Đầu năm 2020, đối tượng này mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng. Nếu Minh chết sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng Việt Nam. Bước đầu phán đoán có thể đối tượng đã âm mưu tìm một xác chết để thay thế mình nhằm mục đích trốn nợ và để vợ con hưởng số tiền bảo hiểm trên. Để thực hiện hành vi man rợ của mình, ngày 3 tháng 5, Minh ngồi nhậu với anh Trần Nho Vương tại rẫy của một người dân ở xã Đắk Hà, huyện Đắk Long. Sau đó, đợi lúc nạn nhân ngủ say, Minh cầm gậy đập hai phát vào đầu người cháu vợ, khiến nạn nhân tử vong. Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đối tượng hành động rất dã man, lên ý đồ rất tỉ mỉ, hành động với ngay chính người thân của mình. Theo lời khai ban đầu, nạn nhân là Trần Nho Vương, là cháu vợ của đối tượng, thường xuyên nấu cơm cho Minh khi đối tượng này qua thăm rẫy tại tỉnh Đắk Nông. Bản thân đối tượng cũng thấy cháu mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do đối tượng nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình, lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông nói. Thượng tá Nguyễn Tường Vũ cho biết, đối tượng đã sát hại cháu vợ rồi mua 3 can xăng về, đốt cả xe và nạn nhân. Trước đó, đối tượng Minh đã từng tìm đến một nghĩa địa ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Long để đào trộm mộ với ý định tìm một xác chết thay thế mình. Đó là mộ của một người dân địa phương mới mất cách đó một tuần. Tuy nhiên, kế hoạch trộm mộ không thành. Khi được hỏi tại sao không lấy trộm thi thể đó, Minh khai nhận do mệt quá nên không thể đào tiếp được, dù đã đào đến nắp quan tài. Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, khi đến hiện trường, các điều tra viên đã thấy sự khác thường so với một vụ tai nạn giao thông. Thời điểm trên, gia đình ông Minh cũng nhận được tin nhắn báo ông này bị tai nạn ở tỉnh Đắk Nông. Tình tiết thông báo này rất lạ vì không có lý do gì mà người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo. Ngoài ra, đối tượng trước đó còn chủ động mua một chiếc SIM điện thoại mới, lập tài khoản Zalo rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình. Sau khi giết người, giả chết rồi bỏ trốn, đối tượng Minh vẫn thường xuyên xem camera của gia đình, nắm bắt cụ thể diễn biến tại nhà, kể cả việc đám tang mình. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mọi sự trôi chảy và một cuộc sống an yên hạnh phúc. Xin trân trọng, kính chào.